Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Thanh Tâm. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Lục thông cha la phìn nhà một biến hóa thông ít thi quy thị hai thiên nhĩ thông đít bát sồ tát ba tha tâm thông chề tổ bari gia nhà na chề tổ bari gia nhà na bốn túc mạng thông búp bề ni hòa xà nút sát tị năm thiên nhãn thông đít bát chắc khu còn gọi là sanh tử thông chú tù ba bà tành nhà na sáu lậu tận thông à sa quắc khai ra nhà na. Dạ con đã đọc bài xong, con xin xuống mic. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Trời. Hình như là... Ủa Sư Thanh Tâm ra luôn hả ta? Dạ. Dạ con xin đọc bài ạ. Lục thông. Để con coi lại. Dạ con xin đọc lại. Lục thông chá lá phìn nhà một biến hóa thông ít thi quýt thi. Dạ con đọc lại. Hóa thông ít thi quýt thi hai thiên nhị thông đít bát sô tá ba tha tâm thông chê tô bá ri già chê tô bá ri gian chê tô bá ri gian nhà ná túc mạng thông búp bê ni quà sát nút sát tí năm thiên nhãn thông tiếp bá chắc khú còn gọi là sanh tử thông chú tu bá bà tành nhà ná táo lậu lậu tận thông à sao quắc kha gian nhà ná. Dạ con đọc lại nha, chờ cái này sao đọc. Dạ con sẽ đọc lại ạ. À, lục tận thông chá lá phìn nhà ha một biến hóa thông ít thi quý thi hai thiên nhị thông đít bát sô tá ba tha tâm thông chê tô bá ri già bá ri già bá ri giá nhà ná bốn túc mạng thông búp bề ni hòa xà nút sát tí năm thiên nhãn thông tiếp bát chắc khu còn gọi là sanh tử thông chú tu bát bà tành nhà ná sáu lậu tận thông a sa quắc kha già a sa quắc kha gia nhà ná. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng, kính mời Tịnh Tâm và dạ, kính mời mọi người ạ. Dạ con xin xuống hết ạ. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Dạ, Nam Mô Thầm Ma Dạ, Nam Mô Sang Khải Dạ, con đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Biết bà cô tu nữ, con đảnh lễ đạo tràng. Dạ, cô xin đọc bài ạ. Không biết có nghe rõ không ạ? Thank you. Lục thông. Cha lá phình, nhà. Số 1, biến hóa thông. Ít thị vị, quyết thị. Số 2, thiên nhị thông. Đít bát sầu tắc. Số 3, tha tâm thông. Chê tù bá rí giá nhà, nhà nã. Số 4, túc mạng thông. Búp bề ni và xà nút sát tí.
số 5 Thiên Nhãn Thông, Dipa Chakhu số 6 còn gọi là Sanh Tử Thông, Chú Trú Bappa Trần Nhà Nã số 6 Lầu Thần Thông, Savakaya Nhà Nhà Nã, Savakaya Nhà Nã. Xin dùng mít lại cho bị kế tiếp ạ. Dạ. Dạ, nó mô quốc thà giá, nó mô thầm thà giá, nó mô săn thà giá. Dạ, con kính lễ đạo tràng, dạ con xin đọc bài. Lục thông, chá lá bình nhà, biến hóa thông, ý thí, vi thí, thiên, nhĩ thông, díp bá sô tá, tha tâm thông, chê tô bá rí danh nhà ná, bốn túc mạng thông, búp bê vi hòa xà nút sắp tí, năm thiên nhãn thông, díp phá chắc hú, còn gọi là sanh tử thông, chu tú ba pa pa tanh nhà ná, lậu tận thông, a sáu quá khá danh nhà ná. Dạ con xin đọc lại lần nữa. Lục thông chá lá bin nhà ná, lục thông chá lá bin nhà, một biến hóa thông, hai là ý thí ví thí, hai thiên nhĩ thông, díp bá sô tá, ba tha tâm thông, chê tô bá rí danh nhà ná, bốn túc mạng thông, búp bê ví hoa, búp bê ní hoa, xa nút xá tí, năm thiên nhẫn thông, díp bá chắc khú, còn gọi là sanh tử thông, chú tu, bá ba tanh nha ná, sáu lậu tận thông, a xá quá khá, danh nha ná. Dạ, con đọc xong xin xuống mít ạ. Dạ. Dạ, thưa con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Dạ. Lục thông chá lá bin nhà ná, một biến hóa thông, ít thí quy quy thí, hai thi nhĩ thông, đi pa sô tá, ba tha tâm thông, chế tô pa ri danh nhà ná, bốn túc mạng thông, búp bê ni hoa sa nút sa tít, năm thiên nhãn thông, tiếp bát chắc khứ, còn gọi là sanh tử thông, chú tu phát ba tanh nhã quá tanh nhã ná, sáu lậu tận thông, sao quá khá danh nhà ná. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ, xin mời đạo tràng mình cùng đọc cho hoan hỷ ạ.
Dạ, con xin đọc lại lần thứ hai ạ. Lục thông, chá la phìn nhà. Một, biến hóa thông, ít thi quy thi. Hai, thiên nhĩ thông, díp ba sô tá. Ba, tha tâm thông, chê tổ ba ri gia nhà ná. Bốn, túc mạng thông, búp bề ni quà xà nút sá tí. Năm, thiên nhãn thông, díp ba chắc khu, còn gọi là sanh tử thông, chú tù bá bà tành nhà nã. Sáu, lậu tận thông, à sa quắc khai gia nhà nã. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời tịnh tâm. Dạ, còn nhiều vị chưa đọc ạ, xin mời ạ. Nam mô Bụt Đà nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Kha nhé. Dạ, con xin truy kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Và con xin phép đọc bài. Không có phải mình đọc cái bài Lục Thông lại phải không, thưa quý vị? Vậy là nghe được hay? Dạ, cảm ơn. Lục thông cha la pin nha, biến hóa thông ít thí quý thí, thiên nhãn thông đức bát sô tắc, tha tâm thông chê tô pa ri chanh nha già nhà na, túc mạng thông búp bề ni hòa xà nút xà tí, thiên nhãn thông đức bát chắc khú, còn gọi là sanh tử thông, chú tu bắp bà tân nhà ná, lậu tận thông sa quắc khai giá nhà ná. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Xin xuống mic. Dạ, để không mất thời gian, dạ con đọc lại lần nữa. Lục thông chá lá bin, chá lá bin nhà, biến hóa thông ý thí phí thí, thiên nhãn thông díp bá sô tá, tha tâm thông chê tô quá rí ra danh nhà ná, túc mạng thông búp bê ni hòa xà nút xá tí, thiên nhãn thông còn gọi là sanh tử thông, thiên nhãn thông díp bát chắc khú còn gọi là sanh tử thông, chú tu bắp ba tanh nha ná, lậu tận thông a xá quắc khá danh nha ná. Dạ con xin xuống mất nhường cho kế tiếp. Dạ, dạ Nam Mô Bố Thầy, dạ Nam Mô Thầm, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ, để tiếp tục lớp học các cái sinh khí đó. Dạ, cô xin đọc bài thêm một lần nữa đó. Dạ, Lục Thông Cha La Phìn Nhà. Số 1, biến hóa thông ít thí quý thí. Số 2, thiên nhĩ thông díp bát sô tá. Số 3, tha tâm thông chê tù bá ri giá nhà. Số 4, túc mạng thông búp bề ní và xà nút xá tí. Số 5, thiên nhãn thông díp ba chắc khú còn gọi là sanh tử thông, chú tu ba bà trần nhà nã. Số 6, lậu tận thông à sa bát khá giá nhà nã. Dạ, con xin nhận bích cho vị kế tiếp ạ.
Nắc mô bích thai giá, nắc mô thăm mai giá, nắc mô sang khai giá. Và một lần nữa, như xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni có mặt trong đạo tràng. Và như xin kính chào toàn thể chư vị. Và hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài Vi Diệu Pháp về 40 cái nhân sanh trí. Như đã sưu tầm một cái bài tóm tắt về 40 nhân sanh trí của Ngài Tịnh Sự. Ngài đã làm thành một cái bài thơ lục bát rất là xuất sắc. Dạ, Nguyên Như xin đọc lên cho cả nhà cùng nghe. Dạ, cả nhà có nghe được Nguyên Như rõ không ạ? Dạ, sa thú chị. Dạ, sa thú cô Phụng, sa thú chị Nhung. Dạ, đây là thơ lục bát nói về trí tuệ, về 40 nhân sanh trí. Nguyên Như xin đọc qua một lần. Thực hành nhân trí 6 phần, 40 điều chẳng, sẽ phân sau này. Bát nhân tỉnh trí sẽ bài, 8 điều tư cách, tránh rài, bỏ ngu. Một là cỡ 40 thu, trung niên lúc ấy, ráng tu để thành. Hai là quyền tước thành hành, đương thời phước chí, quả lành tâm linh. Ba là cố gắng tự mình, tìm tòi, học hỏi, thông minh siêu quần. Bốn là ngoại giáo nên đừng, xã giao thân thiết, bị ngừng trí cao. Năm là suy xét làm sao, tác ý khéo léo, đặng rào xấu xa. Sáu là đàm luận trí gia, trao đổi ý kiến, phát ra hiểu nhiều. Bảy là môn bậc nhân siêu, những người tài trí, càng yêu càng gần. Tám là chỗ ở đáng cần, làm cho phước trí dễ phần phát sanh. Tứ nhân tạo trí, tiến hành, bền lòng thời đặng, sẽ thành tuệ cao. Một là tín ngưỡng thường trao, ân đức ứng cúng, nương vào tin theo. Hai là ráng thẳng như trèo, nghe pháp siêu lý, quyết đeo hưởng mùi. Ba là chẳng có dễ vui, cũng không lừng lẫy, sẵn tuôn niệm hoài. Bốn là suy xét cao thai, pháp nghe hiểu nhớ, mỗi ngày không ly. Tứ nhân sanh trí là chi? Sẵn đất cây cỏ, gặp thì mới lên. Một là tánh giác nghiệp bền, thường dùng bằng trí, quá nên quen rồi. Hai là đặng khỏi lôi thôi, sanh nhầm thời cõi, xa rời nạn sâu. Ba là phiền não chẳng gần, tham sân si cả, đủ phần tránh tiên. Bốn là năm pháp ngũ quyền, đồng nhau và mạnh cho duyên tạo đầy. Cửu nghiệp trí kể sau, việc làm chân chánh, hàng ngày thường quen. Một là thuyết pháp chẳng hèn, chánh tà trúng trật, tợ đèn rõ bông. Hai là nghề nghiệp tốt trong, dạy cho kẻ khác, thiện lòng giúp nhau. Ba là dạy chuyện thế nào, đều không tội lỗi, bày trao cho người. Bốn là tài giỏi danh sư, toàn không tội lỗi, dạy người tiến lên. Năm là kính trọng bề trên, những bậc thuyết pháp đều nên tôn sùng. Sáu là nhờ đặng giúp cùng, yêu cầu thuyết pháp, kính cung nghe hoài. Bảy là làm phước vui thay, nghiệp quả có trí, đủ tài tuệ sung. Tám là tính giúp khắp cùng, soạn kinh sách đúng, ý trùng giác nhơn. Chín là bố thí kinh chơn, đừng sai lý Phật, trí nhơn mới thành. Thất nhơn phát trí khởi sanh, làm sao cho đặng trí lành sanh ra. Một là gặp bậc cao xa, ưa tìm trí thức, hỏi mà học luôn. Hai là chỗ ở, nhà, buồn, cả thân mỗi vật, luôn luôn sạch hoài. Ba là sáu vật mắt tai, giữ cho thanh tịnh, đừng lay cảnh ngoài. Bốn là tránh đứa dại ngây, ngu si mê muội gần lay đến mình. Năm là gần bậc thông minh, dù mau hay chậm, cũng bừng sáng theo. Sáu là cố gắng ráng tìm, đặng nhằm Phật Pháp cao siêu của Ngài. Bảy là ứng pháp hay,
Bầm bảy đẳng giác, lỗi này xuất ly. Bát nhân đắc trí gặp khi, sẽ mong đặng lợi gần kỳ tuệ xoay. Một là trọng kính ông thầy, nghe theo tất cả cách bài chỉ răng. Hai là xin hỏi học cần, cho mau đặng biết trong phần thầy sang. Ba là thanh tịnh rất an, êm đềm vắng lặng, đoàn hoàng sánh không. Bốn là trì giới sạch trong, mỗi điều không phạm, trọn không tội phần. Năm là cố gắng đa văn, nghe nhiều hiểu rộng, càng tăng, ít ngừng. Sáu là tư tưởng siêu thuần, bát đoan thê thảm tượng trưng nhắc mình. Bảy là thuần niệm chuyên tinh, trao dồi tỉnh giác, thường gìn chẳng quên. Tám là quán uẩn sanh lên, khi diệt biết kịp, đặng nên tỏ rồi. Sáu phần, 40 điều thôi, học rành, làm đúng, nên ngôi Phật này. Dạ cả nhà, Nguyên Như đã đọc xong cái bài này. Nếu mà vị nào có thể mà học thuộc được cái bài này quá tuyệt vời ha quý vị. Thay vì mình đọc một cái bài thơ gì đó, thì mình học thuộc cái bài này. Nguyên Như đọc tới đọc luôn, Nguyên Như thấy nó hay quá trời luôn. Coi như là hôm bữa giờ đó, là mình đọc trong cái bài của mình á, thì mình kể ra chi tiết như vậy, mình phân tích ra, mà Nguyên Như nghĩ nó có hơi khô một chút, mình khó nhớ. Nhưng mà khi mà Ngài tịnh sự, Ngài bỏ vô một cái bài thơ như vậy nè quý vị, mình vừa đọc thơ, ví dụ mình đi làm, mình vừa đọc, rồi mình vừa ngâm nga, rồi mình vừa nhâm nhi trong cái từng cái câu pháp của Ngài đó. Một cái câu, mỗi cái hai câu đó là một cái chi pháp của 40 cái nhân sanh trí đó quý vị. Nó rất là hay. Nếu mà khi mà mình buồn, mình sân hay bất cứ cái chuyện gì xảy ra đó quý vị, mình đọc lại 40 cái nhân này đó, là mình sẽ kiếm ra được cái cách giải quyết. Không có cái này thì cũng có cách kia. Quý vị thấy cái này giống như một cái cuốn mà về cái pháp thuần tâm vậy đó quý vị. Mình như thấy nó quá hay. Nếu mà mình có thể mình đọc tới đọc lui đó, Nguyên Như xin phép, nếu mà được á, chắc trong vòng vài tuần tới, nếu mà mình vô mình rảnh không có làm gì, cái mình lên mình thay phim mình đọc cái bài này ha quý vị. Nguyên Như thấy nó rất là tâm đắc, nó rất là hay luôn, về 40 nhân sanh trí tuệ chứ không phải dẫn chơi. Dạ, Nguyên Như sẽ hôm nay đi qua một cái phần mới thì gọi là lục thông. Lục thông trí lá phinh nha. Thứ nhất á, gọi là biến hóa thông. Biến hóa thông là ích thí quý thí. Ích thí quý thí là thần thông làm được những cái điều phi thường, như là thăng thiên, như là động thổ, như là đi trên nước nè, đi xuyên qua vách đá nè, hiện ra các vật nè. Biến hóa thông mà mình còn gọi là thần túc thông. Còn gọi là thần túc thông, có nghĩa là mình có cái khả năng làm được rất là nhiều việc biến hóa khôn lường. Và cái này đó thì những cái vị mà không phải trong Phật giáo họ vẫn làm được quý vị, chứ không phải là trong đạo Phật mình không. Hồi xưa mà còn Đức Phật còn tại thiền đó, còn tại tiền thì rất có nhiều những cái người tu sĩ ở bên phái Bà La Môn thì họ rất là giỏi. Về có người chuyên về lửa, có người chuyên về nước, có người chuyên về gió, đủ kiểu hết, đất nước gió lửa gì đó, họ rất là giỏi cái vụ này, chứ không phải là trong Phật giáo mình thôi. Và cái phần thứ hai là nói về thiên nhĩ thông, Dipassotá, tức là thần thông nghe được những cái âm thanh đặc biệt. Những cái âm thanh đặc biệt này như là cái tiếng nói của chư thiên nè, tiếng nói ở xa nè, có những khi là mình có thể nghe được những tiếng của những cái con vật khác nè, rồi có thể á, là mình cái những âm thanh, những cái gì mà rất là nhỏ, rất là xa mình nghe được hết. Tức là có khả năng, cái vị này có khả năng là gọi là expertise, cái ear đó, là cái những gì mà có thể làm được đối với cái lỗ tai đó, thì cái vị này đều xuất sắc. Nó gọi là cái thần thông về cái lỗ tai, thần thông về những cái âm thanh đặc biệt, về cái chuyện nghe đó quý vị.
rồi qua cái phần thứ ba đó là ta tâm thông. Ta tâm thông chê tô bá rí giá nhà ná, chê tô bá rí giá nhà ná có nghĩa là thần thông biết được và hiểu được tâm của người khác. Khi họ chỉ khởi cái tư tưởng mà chưa có nói ra. Thí dụ như là bây giờ trong cái lớp của mình á, có một vị nào mà có tha tâm thông, có nghĩa là cái vị đó ở bên Việt Nam, mà một cái vị khác ở trong lớp mình mà ở cái xứ Canada hay là cái xứ Mỹ, xứ Úc gì đó, mà cái người đó chỉ phát khởi cái tâm, mà cái vị này hướng tâm là biết được cái tâm của người khác luôn, giống như đi guốc trong bụng, ở trong cái đầu vậy đó quý vị. Rất rất là thần thông biến hóa, thì cái người này đọc được tư tưởng của người khác, gọi là tha tâm thông. Cái phần thứ tư về lục thông thì gọi là túc mạng thông. Túc mạng thông là búp bê ní hoa sa nút sát tí. Búp bê ní hoa nút sát tí có nghĩa là thần thông biết được cái đời sống quá khứ của mình. Ngài biết được 10 kiếp, 5 kiếp, 20 kiếp, 30 kiếp, 40 kiếp, 50 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp. Càng nhiều đó. Nhưng mà cái sự biết của cái vị này đó, nó tùy theo cái sự tu của vị này nha quý vị. Chứ không phải nói là mình biết là mình biết hết đâu. Có những vị tu được một chút xíu thì biết được một kiếp, hai kiếp. Tu giỏi hơn thì kiếp được biết được 3 kiếp, 4 kiếp. Còn nếu mà những người rành hơn, giỏi hơn nữa đó, thì coi được 100.000 đại kiếp, 100, 200.000 đại kiếp. Có Đức Phật đó, thì Ngài coi như là không có giới hạn luôn. Còn đến giống như những cái vị thiện thủ tinh tăng, giống như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đó, thì cũng coi được rất 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 là nhiều, nhưng mà cũng không có bằng Đức Phật. Thành ra khi mà quý vị thấy những cái người mà có những cái thông này nè, thì không phải là những cái thông này có những cái cấp độ, những cái lớp bằng nhau nha quý vị. Nó khác nhau tùy theo cái mức tu của mỗi chư vị đó. Rồi cái phần thứ năm, Quy Như Đinh xin đi qua, là Thiên Nhãn Thông. Thiên Nhãn Thông tiếng Pali là Dipachakku. Dipachakku có nghĩa là thần thông thấy được cái đời sống của chúng sanh, thấy được cái thân tướng sắc tế của các loài hóa sanh, và thấy được duyên nghiệp dắt dẫn những cái loài hữu tình sinh tử. Trong đây á, Thiên Nhãn Thông cũng còn gọi là Sanh Tử Thông. Thì Sanh Tử Thông như hồi nãy cái bài quý vị mới đọc đó, tha Sanh Tử Thông là Chư Tu Pa Pa Tanh Nhà Ná. Chư Tu Pa Pa Tanh Nhà Ná nha quý vị. Khi mà một cái vị mà thấy được những cái đời sống của chúng sanh, thấy được cái thân tướng, thấy được tất, giống như khi mà mình nhìn, mình dùng cái con mắt nhãn thông, thiên nhãn á, thiên nhãn của mình thấy được từ dưới đất, từ trên trời, mình nhìn xuống tới địa ngục luôn, mình thấy rất là nhiều thứ. Mà khi mà Đức Phật đó có những cái đệ tử mà có thiền, mà hiền sắc giới rồi đó, thì khi các ngài có những cái định tâm rất là mạnh rồi đó, thiền tâm của họ không có lay động đó, thì các ngài dùng cái tâm bất biến đó đó, không lay động đó, để mà làm nền tảng để mà chứng đắc cái thiên nhãn minh này. Cái thiên nhãn minh này thì cái trí tuệ của các ngài có thể trong cái đời này á, các vị có thể thấy được những cái đời sống chúng sanh khác nè, những cái sắc tế, thấy được thân tu, những cái thấy sắc tế, sắc vi tế của những loài chúng sanh. Rồi quý vị có thể, chư vị có thể thấy được những cái kiếp quá khứ, chư vị thấy được kiếp hiện tại, chư vị thấy được kiếp vị lai. Và cái thiên nhãn minh này á, mình có thể chia làm hai loại. Một loại á, là sanh tử minh. Sanh tử minh là trí tuệ mà thấy rõ những cái sự tử, những cái sự tái sanh của tất cả chúng sanh sau khi mà những vị này chết đi. Mà do nghiệp nào, quả nào, và cho quả tái sanh cảnh giới nào, thọ khổ và thọ lạc như thế nào, thì những cái vị có sanh tử minh đều có thể thấy được. Và có một cái nữa là cái thiên nhãn minh tứ là minh. Cái thiên nhãn minh tức là khi mà Bồ Tát mà chứng đắc được giữa cái đêm rằm tháng tư đó quý vị,
thì cái này á mình gọi là thiên nhãn minh. Rồi Nguyên Như xin đi qua cái phần thứ sáu đây, chính là cái lậu tận thông, tức là a sát vắc khá già khá giá nhà ná, a sát vắc khá giá nhà ná, tức là cái thông này nó đặc biệt hơn những cái thông trên, tức là những cái thắng trí đoạn trừ được cái lậu hoặc phiền não và chứng được quả a la hán thì mình gọi là lậu tận thông. Năm cái loại thần thông đầu á là thông hiệp thế, và thần thông thứ sáu chính là thông siêu thế. Thì khi mà quý vị thấy trong khi mà mình nói cái lục thông á, thì những cái vị ngoại đạo, tức có nghĩa là những cái vị mà không ở trong Phật giáo của mình, thì nếu mà họ tu, họ vẫn đắc được năm thông, tức là biến hóa thông nè, thiên nhĩ thông nè, tha tâm thông nè, túc mạng thông nè, và thiên nhãn thông. Nhưng mà đặc biệt chỉ trong Phật giáo của chúng ta thì phải có, thì sẽ có cái loại thông cuối cùng là lậu tận thông. Mà lậu tận thông này chính là cái thắng trí mà nó đoạn trừ được những cái lậu hoặc, và những cái vị mà đắc lậu tận thông này đó là những vị đã chứng quả A-la-hán rồi. Thành ra quý vị thấy không, những cái vị mà ở ngoại đạo đó, những cái vị này không có chỉ là đắc được thông, đắc được thiền của hiệp thế thôi. Những cái năm thông đầu là về hiệp thế, thành ra những cái vị ngoại đạo đâu có chứng A-la-hán đâu mà có cái lậu tận thông. Lậu tận thông này là cái thông chỉ đắc được khi mà mình đạt được cái quả siêu thế. Thì cái này á, vị nào mà chứng của A-la-hán, cả nhà nhớ nha, thì mới có được. Ba loại thần thông, khi mà đi qua ba loại thần thông thì Nguyên Như xin giải ra đây trong cái cuốn của Ngài, của Sư Giác Giới, đó là cuốn Kho Tàng Pháp Học. Thì trong đây Đức Phật nói rất là nhiều về ba cái loại thần thông này, ba cái loại thần thông mà Đức Phật hay dùng để giáo hóa chúng sanh đây, để mà độ cho chúng sanh đó. Thì tiếng Pali là Pa Tí Hà Rí Giá, Pa Tí Hà Rí Giá. Cái thần thông số 1 đây gọi là biến hóa thông thần. Ít thí bà tí há rí giá, ít thí bà tí há rí giá, tức là thần thông về cái phép màu biến hóa, thị hiện điều phi thường, như là Đức Phật hóa hiện thành hai vị Phật thuyết pháp vấn đáp, hoặc là Đức Phật hiện song thông, vừa có lửa, vừa có nước, để mà nhiếp phục ngoại đạo. Thì đây gọi là biến hóa thần thông. Ít thí bà thí há rí giá. Về phần thứ hai là ký thuyết thần biến, ký thuyết thần biến, a đề xá nà bà thí hà rí giá, a đề xá nà bà thí hà rí giá, tức là thần thông tiên tri, tiên đoán những điều sẽ xảy ra, hay là hiểu và nói đúng cái ý nghĩ của người khác, như là những Đức Phật sẽ tiên tri và thọ ký cho các nhân vật sẽ thành tựu hạnh nguyện trong tương lai, hoặc là Ngài nói ra tư tưởng của người đối diện đang nghĩ gì, khiến cho họ rất là sợ hãi và rất là quy phục Ngài. Và cái thần thông thứ ba thì Đức Phật dạy là giáo hóa thần thông. Anusa sa ni pa ti hà ri giác, Anusa sa ni pa ti hà rí giá, tức là uy lực nhiếp chúng bằng sự thuyết pháp dạy dỗ. Đức Phật đã chỉ dạy những điều tốt đẹp khiến cho chúng sanh quy ngưỡng. Trong ba loại thần thông này thì Đức Phật chỉ đặt trọng và tán thán những cái loại thần thông cuối cùng, chính là cái loại giáo hóa thần thông. Ngài đề cao đó là thần thông nhiếp chúng và thù thắng nhất và hữu hiệu nhất. Bây giờ quay lại cái này một chút xíu nè. Cả nhà thấy ở trong cái ba loại thần thông này đó, thì khi mà thí dụ như mình ngồi mình học trong lớp này đi ha, cái như đang ngồi ôm, mình ôm với nhau trong lớp này, tự nhiên cái bây giờ mình thử tưởng tượng đi, là cái lớp này không phải là cái lớp bò thoát, cái lớp này là một cái lớp học mình ở dưới đất nè.
mình đang ngồi mình ôm trong trường trong lớp với nhau, cái tự nhiên ở ngoài có một vị đó tự nhiên cái họ bay lên trên trời ha, họ họ có thể là múa này, làm mây làm nước, họ bay lên trên không trung vậy đó, họ có thể mà có thể phun ra lửa nè, họ làm mưa nè, họ có thể chuyển dịch những cái ngọn núi chung quanh cái vùng đó, họ chuyển đủ thứ hết, xong rồi họ bay xuống, họ lặn vô đất vậy. Thì quý vị nghĩ là quý vị có thể ngồi mình học ôn bài với nhau bình thường như vậy, hay là tất cả các lớp á, mà trong đó có Nguyên Như nữa, chạy ra ngoài coi hết vậy quý vị. Những cái loại mà biến hóa thần thông này á, nó có một cái quy lực nhiều lắm. Tức là đối với những cái người mà đang học đạo như mình nè, mình nói thì nói như vậy thôi, mình nói là thần thông hiệp thế như vậy thôi. Chứ mà nếu mà thiệt sự những cái chuyện đó xảy ra đó quý vị, mình chạy ra ngoài mình coi hết à. Mà có một cái đặc biệt những gì nè, khi á, mà mình thấy những người nào có những cái loại thần thông đó đó, tự nhiên cái tâm mình á, nghĩ họ đã đắc đạo rồi à quý vị, rất là ngộ. Mình thí dụ như có những người nào mà mới sanh ra đi, đọc được kinh, rồi nhớ được cái tiền kiếp nha, rồi xong đứng chỉ người này, địa chỉ người kia, ông này kiếp trước làm gì nè, bà này kiếp làm gì nè, ngày hôm qua nè, cô đi cô giống như là có một cái chuyện gì ở trong nhà nè, ngồi kể ra vanh vách như vậy đó. Nếu mà cái vị đó mới có 7-8 tuổi đi, thì có phải là chúng ta đều nghĩ cái vị này là thánh sống rồi không quý vị? Chắc chắn luôn. Tự vì á, quá sức là khủng khiếp, làm sao mà có thể biết được kiếp trước kiếp sau nè, rồi tại làm sao mà những cái vị này nè có thể là đọc được nguyên một cuốn sách dài, thiệt là dài, mà mới có 7 tuổi thôi. Tự nhiên trong cái tâm của mình á, cái đó là chuyện bình thường thôi, mình nghĩ cái người này là thánh sống xuất hiện rồi. Mà mình quên đó quý vị, những cái thần thông này nè, nó có thể là từ kiếp trước cái vị này có tu nhiều đó, nhưng mà chưa chắc là những cái vị này đã đắc được cái đạo siêu thế, tức là chưa có thể là đắc được 4 cái thần thánh, mà những cái vị này là chỉ là đắc được những cái về cái hiệp thế thôi, thì đã có cái thần thông trên rồi, cả nhà thấy không? Thính pháp nó an nhập hả? Cái chuyện bây giờ, cái chuyện an nhập Nguyên Như không có nói, Nguyên Như nói thí dụ mà cái người này có cái thần thông thiệt sự đó, thì tự nhiên trong tâm mình là nghĩ những cái người này đó là đã đắc đạo rồi à. Mình hay nghĩ như vậy lắm, nhưng mà không phải nha quý vị. Có chuyện thần thông đó là những vị này có thiệt, không phải là lường gạt, cũng không phải là bị nhập, nhưng mà những vị này chưa có đắc đạo. Mình nên nhớ trong tâm như vậy, cái này chỉ là những cái thần thông về hiệp thế mà thôi. Tức là trong cái một trong năm thông này, và thí dụ như cái thứ hai nữa đi, họ có tài tiên tri, họ đoán ý nghĩ của người khác được, họ biết được cái tâm mình nghĩ gì luôn. Thành ra mình rất là sợ, mình cũng có thể nghĩ là người này, wow, cái người này là bậc thánh rồi, người này là tu dễ sợ lắm, mình là phải bỏ hết, mình theo cái vị thầy học đạo, mình học như vậy là chắc là mình sẽ thoát khỏi những cái sinh tử luân hồi này kia. Không phải nha quý vị, những cái này vẫn còn là nếu mà quý vị này có những cái tài như vậy đó, thì cũng là một trong những cái pháp hiệp thế mà thôi. Rồi những cái thần thông mà thấy được những kiếp sống trước cũng là những cái về hiệp thế hết. Nhưng mà cái đặc biệt như vậy nè, những cái vị mà đắc A-la-hán rồi đó, thì đương nhiên là những vị A-la-hán này có 5 cái thông kia, và cộng với cái cuối cùng là lậu tận thông. Nhưng mà những vị mà có 5 cái thần thông của hiệp thế mà mình phải kiếm ra là cái vị này có lậu tận thông hay không. Nếu mà vị này chỉ có ngũ thông thôi mà chưa có lục thông, thì những vị này chưa có thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mình nhớ cái chỗ này nha cả nhà, rất là đặc biệt. Tức là nó có một chiều qua mà nó không có một chiều lại. Nguyên Như xin lặp lại là những vị A-la-hán thì những vị này sẽ có, và các chư Phật đó, thì những vị này sẽ được những cái thông kia, tức là 6 thông, tức là những vị này có lục thông. Nhưng mà những vị có ngũ thông á, mà mình thấy là chưa có được cái lậu tổng thông đó, thì mình đừng có vội kết luận là người này đã thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà thường thường á, những cái người mà ngoại đạo đó, đương nhiên là họ có thần thông đó quý vị, mà họ hay dùng những cái đó để họ thu nhận đệ tử, tự mình không có biết gì hết.
Có nhiều khi mình ra mình cũng không biết là tu xong có cái thông nào nữa, mình chưa có học đó, mình không có biết. Thì mình cứ mắt nhắm mắt mở, mình nghe bạn bè hàng xóm nói, chỗ cái ông đó, ổng tu á, ổng tu cao dữ lắm á, ổng đắc đạo rồi đó, ổng biết tâm ý của mình nè, ổng có thể bay lên trời, ổng có thể lặn xuống nước nè. Tức là mình chưa biết gì hết mà mình đã vội đi theo, mình kiếm ổng mình học rồi, thì cái đó không có phải là đúng nha quý vị. Mình phải cải chánh tri kiến một chút xíu đó. Dạ, ở bên đây là nói như vậy đó sư huynh. Ở bên đây là nói năm loại thần thông đầu là hiệp thế, rồi thần thông thứ sáu là siêu thế, và những cái vị á mà mình tu rồi á thì quý vị đó là có được lục thông, và những cái vị mà chưa được đắc á thì chỉ có năm thông mà thôi. Rồi Nguyên Như xin đi qua cái phần thứ nữa là về cái trong cái biến hóa thần thông này đó, thì Đức Phật thường thường á, Đức Phật cũng có về cái phép màu biến hóa. Quý vị có nhớ về cái Angulimala? Angulimala là khi mà họ đi ông đi rất là lẹ đó, ông đi rất là đẹp để ông rượt theo Đức Phật đó, mà Đức Phật cũng không có cái Đức Phật đi rất là giống như Đức Phật đi rất là bình thường thôi, mà ông rượt lâu thiệt là lâu lâu luôn mà cũng không có chạy đụng tới ngài được. Thành ra ông mới nói là Đức Phật ngừng lại. Cả nhà nhớ cái câu chuyện đó không? Đức Phật nói là ta đã dừng lâu rồi mà ngươi á, là mới là người chứ dừng. Thành ra cái chỗ này nè, Đức Phật dùng cái thần thông biến hóa để mà ngài độ cho ông Angulimala. Kế tới là cái chỗ mà thần thông tiên tri, tức là mỗi sáng đó cả nhà, Đức Phật ngồi thiền đó, Đức Phật mới coi hôm nay là sẽ tới ngày mà Đức Phật sẽ độ ai, ai là người có duyên với ngài, và ngài thấy được và ngài biết được cái suy nghĩ của những cái người mà ngài gặp ở trong ngài đó. Thì khi mà ngài dùng cái này đó, mình gọi là ký thuyết thần biến, tức là Adesanapatihariya, tức là thần thông tiên tri và tiên đoán trước những điều sẽ xảy ra. Và thứ ba là giáo hóa thần thông. Giáo hóa thần thông này thì cái thần thông mà Đức Phật mà tán thán nhiều nhất trong cái những cái sự thuyết pháp của ngài, ngài dùng giống quý vị cả nhà có nhớ cái chỗ mà Đức Phật khuyên một cái bà mẹ mà có đứa con chết đi mà muốn sống lại đó, Đức Phật khuyên bà đi hỏi từng nhà, nếu mà tất cả cái nhà nào của bà sinh hạt cải đó mà gia đình nhà đó chưa có ai từng bị chết, thì bà xin cái hạt cải đó về thì Đức Phật có thể làm cho con bà sống lại. Thành ra khi mà Đức Phật dùng cái thuyết mà giáo hóa thần thông này đó, là Đức Phật chỉ thuyết pháp bằng cái sự nhiếp chúng, bằng cái cách dạy, chỉ dạy cho chúng sanh những cái điều tốt đẹp, mà ngài dùng cái thần thông này là chỉ cái là cái cách ngài nói chuyện, cái cách ngài dạy chúng ta, là gọi là cái cách thuyết pháp bằng cái sự dạy dỗ đó, không phải bằng cái sự biến hóa thần thông, hay là không có dùng cái ký thuyết thần biến. Mà ngài nói là trong những cái thần thông, ba loại thần thông này thì ngài đề cao cái giáo hóa thần thông nhất, tự vì ngài thích cái đó, ngài thích cái đó nhất. Ngài nói là đây là thần thông nhiếp chúng, và cái thần thông này nó thù thắng nhất và nó hữu hiệu nhất. Dạ, bây giờ Nguyên Như xin đi qua một cái phần nữa là cái phần tam minh quýt cha. Thì phần tam minh này cũng là một cái phần mà Nguyên Như lấy cái định nghĩa ở trong cái cuốn kho tàng pháp học của ngài Giác Chánh, dạ ngài ngài Giác Giới. Dạ, Nguyên Như xin sám hối. Cái minh thứ nhất gọi là túc mạng minh. Túc mạng minh tiếng Pali là búp bê ní qua xa nút sách tí nhà ná. Búp bê ní qua xa nút sách tí nhà ná, tức là trí thông. Trí thông này là trí nhớ được các đời sống quá khứ của mình, thì đây gọi là túc mạng minh. Phần thứ nhì gọi là sanh tử minh. Sanh tử minh chú tu pa pa tá nhà ná, tức là
trí thông mà biết rõ được sự sanh tử của sanh theo duyên nghiệp. Minh này có một cái tên khác nữa gọi là thiên nhãn minh. Giống như hồi nãy cả nhà đọc đó, hồi nãy đọc là thiên nhãn minh còn gọi là sanh tử minh. Thì bây giờ trong cái tâm minh này thì mình đọc ngược trở lại ha cả nhà. Tức là thiên nhãn minh, biết tá chắc khú nhà ná. Và thứ ba chính là lậu tận minh, à xá quắc khá giá nhà ná. Tức là trí thông đoạn, trừ các lậu hoặc, đắc chứng đò lậu tận minh, là thành tựu quả vị A-la-hán. Như xin lặp lại, lậu tận minh, à xá quắc khá giá nhà ná, là trí thông đoạn, trừ các lậu hoặc, đắc chứng lậu tận minh, là thành tựu quả vị A-la-hán. Thì đây gọi là tam minh. Thì trong cái tam minh này, cả nhà thấy không? Tam minh nó cũng thuộc trong lục thông. Mình nói là lục thông tam minh. Thì tam minh là cũng là một trong ba cái phần mà thần thông kia đó. Và khi mà mình nói về cái Bồ Tát mà khi mà Đức Phật trở thành Đức Phật á, thì khi mà Bồ Tát chứng đắc tam minh rồi á, trở thành Đức Phật chánh đẳng chánh giác đó, thì khi mà cái canh đầu tiên là Đức Phật chứng được cái túc mạng minh, khi mà Đức Bồ Tát mà nhớ rõ lại tiền kiếp nè, nhớ lại từ một kiếp tính hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, hàng vạn kiếp, hàng triệu kiếp, rồi Ngài nhớ lại tới triệu triệu kiếp luôn, cho tới vô lượng kiếp không có giới hạn. Thì cái đó là Đức Phật Gotama, Đức Phật Thích Ca của mình. Nếu mà khi mà quý vị nói tới về những cái Đức Phật độc giác và những cái thanh văn giác, thì túc mạng minh của chư vị đó có giới hạn. Nhưng mà đến thời của chúng ta đó, thì Đức Phật Thích Ca, thì cái tam minh của Ngài không có giới hạn, tức là Ngài có thể coi như là không có con số nghĩ bàn luôn. Ngài coi tới đâu, Ngài thấy tới đó. Túc mạng minh này đó là cái minh thứ nhất mà Đức Phật chứng đắc vào cái canh đầu tiên của đêm rằm tháng tư âm lịch. Thì mình được học như vậy ha. Cái đó là cái đêm đầu tiên Ngài đắc được túc mạng minh. Và cái về thiên nhãn minh á, thì khi mà Đức Bồ Tát có cái thiền hữu sắc này nè, khi dùng Ngài dùng cái tâm trong sáng thanh tịnh của Ngài đó, thì Ngài chứng đắc được cái thiên nhãn minh. Và thiên nhãn minh này đó, Ngài là minh thứ nhì mà của Đức Bồ Tát đã chứng được. Và Ngài đắc vào canh giữa, hồi nãy đó là cái canh đầu, ở đây là canh giữa của đêm rằm tháng tư âm lịch. Và về cái minh thứ ba, thì khi mà Đức Bồ Tát dùng đệ tứ thiền hữu sắc để làm nền tảng, và Ngài bắt đầu tiến hành cái thiền tuệ, tức là thiền minh sát. Lúc đó thì Ngài quán xét thấy cái thập nhị nhân duyên đó, thì lúc đó đó Ngài đã xét theo chiều thuận, và Ngài thấy nè, do vô minh làm duyên cho nên hành sanh, do hành làm duyên rồi thức sanh, do thức làm duyên danh sắc sanh, danh sắc làm duyên lục nhập sanh, lục nhập làm duyên lục xúc sanh, lục xúc làm duyên nên lục thọ sanh, lục thọ làm duyên lục ái sanh, do lục ái làm duyên cho nên tứ thủ sanh, do tứ thủ làm duyên nên nhị hữu sanh, do nhị hữu làm duyên nên tái sinh sanh, do tái sinh làm duyên nên lão tử sanh. Sau khi mà Bồ Tát quán xét thập diệu nhân duyên theo chiều thuận rồi đó, thì Ngài lại thấy theo chiều nghịch trở lại của mỗi pháp. Và lúc đó thì Ngài đã biết rõ sự sinh của mỗi pháp, và trí tuệ, thiền tuệ của Ngài lúc đó là Ngài chứng ngộ được cái chân lý khổ thánh đế, nhân sanh khổ thánh đế, tập thánh đế, và quán xét cái thập nhị nhân duyên theo chiều nghịch này. Thì Ngài thấy như sau: do diệt tận vô minh cho nên diệt hành, do diệt hành cho nên diệt thức, do diệt thức cho nên diệt danh sắc, do diệt danh sắc cho nên diệt lục nhập, do diệt lục nhập cho nên diệt lục xúc, do diệt lục xúc cho nên diệt lục thọ,
do diệt lục thọ cho nên diệt lục ái, do diệt lục ái cho nên diệt tứ thủ, do diệt tứ thủ cho nên diệt nhị hữu, do diệt nhị hữu nên diệt tái sinh, do diệt tái sinh cho nên diệt lão tử. Và trong cái lậu tận minh này đó cả nhà, là cái minh thứ ba mà Đức Bồ Tát đã chứng đắc vào canh chót của đêm rằm tháng tư. Và vào lúc rạng đông, lúc đó thì Ngài đã trở thành Đức Phật chánh đẳng, chánh giác, cao thượng trong toàn cõi thế giới của chúng sanh, tại cội cây Asattha. Do đó cái cây Asattha này cũng được gọi là cây Bồ Đề. Mỗi Đức Phật thì đều có những cái cây Bồ Đề khác nhau hết. Và bây giờ là 10 giờ 5 phút. Hôm nay cái đề tài này cũng rất là hay. Thành ra Nguyên Như không có muốn đi qua phần tới, mà mình sẽ dừng ở lại đây. Xong rồi mỗi vị trong group mình có thể lên để mà bày tỏ cái hiểu của mình về cái lục thông và tam minh, để coi mình có thể xoáy qua cái vấn đề này một chút xíu cho mình rõ hơn nữa. Tự vì có những cái mà Nguyên Như hiểu thì Nguyên Như nói ra như vậy, nhưng mà có những cái là nó hay nữa. Rồi cái về cái phần tam minh này nè quý vị, hồi lúc mà hồi xưa đó thì mình học chỉ học sơ qua trong cái bài thôi, sau này mình sẽ nói sâu vào cái phần tam minh nữa, qua cái phần mà mình học trong những cái tâm mà siêu thế đó, thì thầy kinh sẽ cho một cái phần rất là sâu nữa. Thành ra mình không có đi sâu vào cái phần mà tâm minh lắm ở đây. Nếu mà quý vị nào có hiểu thêm mà cái chỗ lục thông tâm minh về cái phần mà mình có thể hiểu bây giờ được á, xin cả nhà cho thêm ý kiến. Và về cái phần sâu thâm thẳm nữa đó thì mình sẽ học dời lại cái phần về sau, khi mà mình học được trong những cái quả siêu thế sau này, thì thầy kinh sẽ cho một cái bài rất dài về nói sát vào những cái đạo, cái quả của A La Hán và cái những cái minh sau này nữa. Dạ, bây giờ Nguyên Như xin xuống mic. Nguyên Như xin nhường mic lại cho cả nhà. Nếu mà cái chỗ nào mà có cái sai sót, xin cả nhà bổ sung thêm, rồi Nguyên Như sẽ ghi xuống nha. Sa thú lần thai. Dạ, Nguyên Như xin mời cả nhà. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin trí kính lễ Hồng Ân Tam Bảo, Hồng Ân Pháp Bảo, Hồng Ân Pháp Bảo và Hồng Tam Bảo. Cả nhà nghe rõ, dạ, con xin cảm ơn. Một bài pháp rất là hay, rất là chi tiết. Nhất là cái bài thơ của Ngài Tịnh Sự, Ngài tóm tắt lại những cái chi phần cho những cái nhân sinh trí tuệ, những cái nhân tạo ra trí tuệ. Những cái điều đó là phải nói là có cái công của và cái sự đóng góp của Ngài Tịnh Sự đối với Phật giáo Nguyên Thủy, cũng giống như là cái tạng mà Bồ Thí Pháp có thể đã tuyên nghị cho cái Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam nói riêng. Ngài là cái vị mà đến cái xứ Thái Lan và được có người giới thiệu và đã gia nhập cái lớp học về Abhidhamma Vô Thủy Pháp. Ngài không biết tiếng Thái, Ngài đến trễ vào lớp học 6 tháng trễ, và Ngài phải học tiếng Thái từ những bé nhỏ trong làng. Nhưng mà đến kỳ thi cuối cùng thì Ngài là cái vị đầu thủ khoa, tức là trên tất cả những vị giáo thọ sư khác của người, ngay cả người Thái, thì mà và cái vị giáo sư giảng sư mà dạy Vô Thủy Pháp này là Ngài Chotika của bên Miến Điện được thỉnh qua để dạy. Thì đây là một cái điều rất là hãnh diện đối với người Việt Nam chúng ta. Ngài Tịnh Sự này rất là trí tuệ, có cặp mắt rất là sáng. Ngày xưa trước khi mà Ngài
xuất gia dưới hình thức của một vị sư nguyên thủy, thì ngài đã là một cái vị hòa thượng thích huệ lực và nổi tiếng là một cái trí tuệ như là Lê Quý Đôn, ngài như là một thần đồng, ngài trí tuệ chính ngài là đã phát ra lời nguyện nguyện chánh đẳng chánh giác đã dạy, trong thời kỳ mà rồi gọi là phát ra lời, thì chúng ta biết là ngài một vị Bồ Tát đang trong thời kỳ mà thực hành các ba la mật, nhất là trí tuệ ba la mật, và ngài đã viên tịch. Nhưng mà chúng ta biết thêm được những chi tiết này để mà có cái sự cung kính, cũng giống như là hiểu biết được cái sự đóng góp, cũng giống như là trí tuệ của ngài đối với Phật giáo nguyên thủy nói riêng, và sự ảnh hưởng của ngài đến với chúng ta cho tới ngày hôm nay rất là xa thú hơn như. Và cũng rất là cảm ơn Nguyên Như đã chia sẻ, trình bày, bỏ công sức thời gian ra để mà tìm hiểu, research, nghiên cứu, và để chia sẻ là những bài pháp rất là giá trị đối với chúng ta. Chúng ta xin tặng Nguyên Như các tràng hoa thật là đẹp, mà cũng để là sách tấn để Nguyên Như ráng học thêm để chia sẻ lại cho lớp. Thì qua cái gương đó chúng ta cũng thấy rằng mỗi người chúng ta cũng phải có một cái trách nhiệm trình bày lại, chia sẻ lại với cả lớp những cái kiến thức nào mình hiểu được, có được, quan trọng nhất. Ở đây là hồi chiều có chia sẻ với Nguyên Như là mời các vị, tất cả các người ở trong lớp của mình chia sẻ những kinh nghiệm mà chúng ta có được trên cái con đường mà thực hành giáo pháp. Ngay cả lấy ví dụ như là cái tâm sân đi, khi mà đối diện với một cái điều gì nó bất toại nguyện thì một cái tâm sân nó khởi lên, nhưng mà lúc đó chúng ta ý thức được cái tâm sân nó khởi lên trước khi nó khởi lên hay là sau khi nó đã khởi lên, và nếu mà sau khi nó đã khởi lên thì lúc đó chúng ta ứng xử như thế nào đối với nó. Lấy ví dụ chẳng hạn như thôi, để mà chúng ta chia sẻ với lại lớp những cái tình huống như vậy. Mà còn ổn lắm nha, của quý vị có thêm một điều nữa là có những cái hoàn cảnh nó xảy ra đến với một số đông, có người thì sân lên, có người thì cũng không sân nha. Thì cho nên chúng ta mới biết được một điều rằng cái nghiệp quá khứ nó tác động lên cho cái khái niệm, cái khuynh hướng tâm lý á, để mà nhìn vào cái cảnh đang hiện bài, để mà nó tác động với một số người và người ta sẽ khởi lên cái trạng thái bất toại nguyện, bất dược ý, không thích. Nhưng mà đối với một số khác, họ có thể là họ thấy rằng cái điều này là không có gì, tức là trong con mắt của họ nó họ có một cái nhìn khác chẳng hạn như đó, thì nó thể hiện một cái nghiệp riêng chẳng hạn. Thì ở đây tất cả những kinh nghiệm như vậy, cả nhà chúng ta đều welcome để mà cầm mic để mà chia sẻ, hoặc là chúng ta có thể là chia sẻ những cái phần pháp trong cái giáo án của Nguyên Như chia sẻ đó, chỉ cần một đoạn nào đó, một cái phần nào đó, ví dụ như cái phần gọi là ba loại thần thông mà nãy chúng ta hồi nãy chúng ta nghe gọi là lục thông đã xong rồi, chúng ta lại nghe ba loại thần thông thì té ra là hồi nãy đọc kỹ lại thì mới thấy rằng cái khi mà cái loại ba loại thần thông này mà được chia ra là ba này á, chính là ba cái phương pháp, ba cái kỹ thuật mà Đức Phật ngài dùng để Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ té rồi, sư huynh ơi, sư huynh cầm mic lại nha, như xuống, dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Đa, Nam Mô Đà Ma, Nam Mô Sanh. Mình nghe lại được chưa ạ? Dạ, rất là cảm ơn. Ồ, vậy thì coi té hồi nãy té khúc nào ta? Cái này kêu mà có chánh niệm mà không biết chánh niệm lúc đó. Té cái phần mà lấy ví dụ như là phần lục thông á, hồi nãy trong cái bài giáo án có cái phần chia sẻ phát hiện kỹ thuật. À đúng rồi, dạ xin cảm ơn cô An Nhiên. Tức là ở trên mình học về lục thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông, rồi thần túc thông, rồi tha tâm thông, rồi này nọ. Đó là những cái khả năng, rồi ngay cả đến tới lậu tận thông. Đó là những cái khả năng mà thần thông của những cái vị đã chứng đắc. Tuy nhiên dùng cái năng lực để mà thu nhiếp các vị ngoại đạo hoặc là để giáo hóa chúng sanh đó, thì cái ba thông kia mới là ba cái kỹ thuật đã được đề ra, Đức Phật đề ra. Mà cái mà Ngài tâm đắc nhất cũng giống như là cái loại thần thông để mà giáo hóa nhiếp phục chúng sanh mà Đức Phật tán thán và đặt trọng nhất đó, là cái giáo hóa thần thông. Trong cái vấn đề mà khi chúng ta học pháp á, chúng ta ở trên cũng nghe là chữ thông, từ cái chữ lục thông, ở đây là ba loại thần thông, cái nào cũng là thông á, nhưng mà cái mục đích á, cái chức năng, cái phận sự, cái mục tiêu của mỗi cái pháp á, nó đều có cái ý nghĩa khác nhau. Ở chỗ này biến hóa thần thông là thần thông về phép biến hóa thị hiện điều phi thường. Như Đức Phật hóa hiện thành hai vị Phật, Thuyết Pháp hoặc hiện song thông vừa có lửa của Đức, để nhiếp phục ngoại đạo. À, chúng ta mới nhận thức ra được cái mục đích đó, nó là như vậy. Và cái câu, cái phần thứ hai, ký thuyết thần biến, tức là thần thông tiên tri, tiên đoán những điều xảy ra, hiểu và nói ra ý của người khác, nó có cái phần của tha tâm thông, như đúng không quý vị? Như Đức Phật tiên tri thọ ký cho nhân vật, hoặc là tiên tri thọ ký cho những vị Phật tương lai, thành tựu hoan nguyện trong tương lai. Còn Ngài nói ra tư tưởng Ngài đối diện đang suy nghĩ gì khiến họ quy phục. Đó, những cái từ đó là những, chúng ta là những cái từ rất là quan trọng, nó nằm ở cuối cùng. Cái chữ nhiếp phục ở đây, rồi cái chữ gọi là để quy phục, rồi cái phần thứ ba giáo hóa thần thông, tức là uy lực nhiếp chúng bằng sự thuyết pháp dạy dỗ. Đó, đó là những cái mà người học Phật như chúng ta cần phải nhận ra, để chúng ta biết được mỗi một cái pháp nó có cái giá trị. Và khi mà chúng ta biết được cái giá trị của mỗi cái pháp như vậy thì chúng ta mới ứng dụng nó một cách hợp lý. Chứ không thôi rồi mọi thứ nó tùm lum, nó rất là khó hiểu. Thời gian cũng còn. Cũng có cái duyên may mắn là ở đây gần đây có dịp đọc được một cuốn sách mà cái ngài Bhikkhu Bodhi, là vị tăng sĩ, vị tỳ khưu theo Phật giáo Nguyên Thủy mà là người Mỹ. Thì ngài là một trí giả, ngài thông suốt tam tạng, ngài đã bỏ thời gian ra để nghiên cứu và tóm tắt lại được một bộ sách. Nó gọi là cái bộ hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng Pali đó. Ở tiếng Anh là cái bộ gọi là In the Buddha's Words, an Anthology of Discourses from the Pali Canon. Ngài Bhikkhu Bodhi, và cái việc dịch được cái cô Nguyên Nhật Trần Như Mai. Thì cái đoạn, cái bộ này rất hay là vì ngài có cái tiến trình của cái sự không biết cả nhà còn nghe không vậy? Dạ, cảm ơn cô. Nói một hồi mà không biết còn nghe không, phải nói chắc lại. Cái tiến trình mà của ngài soạn những cái bài pháp, nó có một cái giống như cái giáo án của mình học vậy đó. Và ngài đi theo cái tiến trình đó, mà may mắn là ở trong cái đoạn này nó có cái phần mà kể về cái đoạn mà Đức Phật chứng đắc tam minh. Thì ở đây không biết cả nhà có đồng ý, thì ở đây xin phép đọc cái bài này, và cái phần cuối nó nói rõ ra các chi tiết về cái phần mà lúc mà ngài
đắc đạo đó. Dạ, Nguyên Như đồng ý, không biết các vị khác có đồng ý không? Tại vì đọc cái này chắc có lẽ là cũng sẽ 50 phút, 5 phút đó. Nó cũng có nhiều trang, nhưng mà quan trọng nhất là cái phần cuối. Vậy ha, mình có chút thời gian không, mình chia sẻ nha cái đoạn này nghe cũng như lâu lâu mình muốn kể chuyện vậy đó. Vậy nha, cả nhà. Ở trang 102, chứng đắc tam minh. Sách Chát Cá hỏi Thế Tôn, phải chăng không bao giờ tôn giả Gotama khởi lên một lạc thọ hoan hỷ, đến nỗi nó có thể xâm chiếm tâm tôn giả và an trú trong đó? Phải chăng không bao giờ tôn giả Gotama khởi lên một khổ thọ đau đớn đến nỗi nó xâm chiếm tâm tôn giả và an trú trong đó? Này Akiwisana, tại sao không có điều đó đối với ta? Ở đây này Akiwisana, trước khi ta giác ngộ, trong lúc ta vẫn còn là một Bồ Tát chưa chánh đẳng giác, ta suy nghĩ như sau: đời sống gia đình chật chội, gò bó và đầy bụi bặm. Đời sống xuất gia thật rộng mở, thênh thang. Khi còn sống trong gia đình, thật không dễ gì sống cuộc đời thánh thiện. Hoàn toàn thanh tịnh, không nhiễm ô, giống như một vỏ sò được đánh bóng. Ta hãy cạo bỏ rô tóc, đắp áo ca sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi sau đó, trong một lúc còn là một thanh niên trẻ tuổi, tóc đen nhánh, tràn đầy sinh lực của tuổi xuân, trong giai đoạn vàng son của con người, và ngồi xuống đó suy nghĩ như sau: chỗ này vừa đủ phục vụ cho nỗ lực tinh tấn của ta. Rồi ba ví dụ khởi lên trong ta thật tự nhiên. Từ trước đến nay chưa từng nghe, giả sử có một khúc cây đầy nhựa ẩm ướt đang nằm trên mặt nước, và một người đi đến với một vật làm mồi lửa, nghĩ rằng ta sẽ nhen một ngọn lửa, ta sẽ tạo ra hơi nóng. Này Akiwisana, ông nghĩ thế nào người ấy có thể nhen một ngọn lửa và tạo ra hơi nóng? Bằng cách lấy vật mồi lửa chà xát vào khúc cây nhầm đầy nhựa ẩm ướt đang nằm trên mặt nước. Thưa không, tôn giả Gotama, vì sao vậy? Bởi vì đó là một khúc cây đầy nhựa ẩm ướt đang nằm trên mặt nước. Cuối cùng, người ấy chỉ hứng chịu sự mệt nhọc và thất vọng mà thôi. Cũng vậy, này Akiwisana, đối với những Sa Môn và Bà La Môn còn sống trong không từ bỏ các dục lạc về thân và những thèm muốn, tham ái, mê đắm, khao khát và cuồng nhiệt đối với dục lạc giác quan, vẫn chưa hoàn toàn bị buông bỏ và đoạn trừ trong nội tâm. Thậm chí nếu các Sa Môn và Bà La Môn đó cảm nhận những khổ thọ đau đớn nhức nhối do nỗ lực, các vị ấy không thể đạt được tri kiến, pháp nhãn và giác ngộ tối thượng. Và thậm chí nếu các Sa Môn và Bà La Môn đó không cảm nhận những khổ thọ đau đớn nhức nhối do nỗ lực, các vị ấy vẫn không thể đạt được tri kiến, pháp nhãn và giác ngộ tối thượng. Đó là ví dụ thứ nhất đã khởi lên trong ta thật tự nhiên, chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Lại nữa này Akiwisana, một ví dụ thứ hai khởi lên trong ta thật tự nhiên, chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Giả sử có một khúc cây đầy nhựa ẩm ướt đang nằm trên đất khô ráo, cách xa mặt nước, và một người đi đến với một vật làm mồi lửa, nghĩ rằng ta sẽ nhen một lửa, ta sẽ tạo ra hơi nóng. Này Akiwisana, ông nghĩ thế nào người ấy có thể nhen một ngọn lửa và tạo ra hơi nóng bằng cách lấy vật làm mồi lửa chà xát vào khúc cây đầy nhựa ấm ướt đang nằm trên đất khô ráo cách xa mặt nước? Thưa không, tôn giả Gotama, vì sao? Bởi vì đó là một khúc cây đầy nhựa ấm ướt, mặc dù nó đang nằm trên đất khô ráo cách xa mặt nước, cuối cùng người ấy chỉ hứng chịu sự mệt nhọc và thất vọng mà thôi. Cũng vậy, này Akiwisana, đối với những Sa Môn và Bà La Môn sống với thân đã xa lánh các dục lạc giác quan, nhưng những thèm muốn, tham ái, mê đắm, khao khát và cuồng nhiệt đối với dục lạc giác quan vẫn chưa hoàn toàn bị buông bỏ và đoạn trừ trong nội tâm. Thậm chí nếu các Sa Môn và Bà La Môn đó chỉ cảm nhận những khổ thọ đau đớn nhức nhối do nỗ lực, các vị ấy không thể đạt được tri kiến, pháp nhãn và giác ngộ tối thượng. Và ngay cả nếu các vị Sa Môn và Bà La Môn đó không nhận những khổ thọ đau đớn nhức nhối do nỗ lực, các vị ấy vẫn không thể đạt được tri kiến, pháp nhãn và giác ngộ tối thượng. Đó là ví dụ thứ hai đã khởi lên trong ta thật tự nhiên, chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Lại nữa, này Akiwisana, một ví dụ thứ ba khởi lên trong ta thật tự nhiên,
Chưa bao giờ ta nghe thấy trước đây, giả sử có một khúc cây khô không nhựa đang nằm trên đất khô ráo cách xa mặt nước, và một người đi đến với một vật làm mồi lửa, nghĩ rằng ta sẽ nhen một ngọn lửa, ta sẽ tạo ra hơi. Này Akhivisana, ông nghĩ thế nào người ấy có thể nhen một ngọn lửa và tạo ra hơi nóng bằng cách lấy vật làm mồi lửa và chà sát vào khúc cây khô không nhựa đang nằm trên đất khô ráo cách xa mặt nước? Thưa tôn giả Gautama, có thể được. Vì sao vậy? Bởi vì đó là một khúc cây khô không nhựa và nó đang nằm trên mặt đất khô ráo cách xa mặt nước. Cũng vậy, này Akhivisana, đối với những sa môn và bà la môn sống với thân đã xa lánh các dục lạc giác quan và những thèm muốn tham lắm, mê ái khao khát và cuồng nhiệt đối với dục lạc giác quan đã hoàn toàn bị buông bỏ và đoạn trừ trong nội tâm, thậm chí nếu các sa môn và bà la môn đó chỉ cảm nhận những khổ thọ đau đớn nhức nhối do nỗ lực, các vị ấy có thể đạt được tri kiến, phát nhãn và giác ngộ tối thượng. Và ngay cả nếu các sa môn và bà la môn đó không cảm nhận những khổ thọ đau đớn nhức nhối do nỗ lực, các vị ấy vẫn có thể đạt được tri kiến, pháp nhãn và giác ngộ tối thượng. Đó là ví dụ thứ ba đã khởi lên trong ta thật tự nhiên, chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Cả nhà buồn ngủ chưa vậy? những cái ví dụ như vậy á, nó dài dài xuống, nó còn cái đoạn 1, 2, 3, 4, 5, để chút xíu nữa nha, để chúng ta có cái khái niệm cái tiến trình mà trước khi Đức Phật ngài đến với đạo quả, rồi cái phần tiếp theo chắc có lẽ cũng sẽ lược bớt chút xíu. Rồi ta suy nghĩ, ta thử dùng hàm răng nghiến chặt, lưỡi dán lên lấy tâm đánh bại chế ngự nhiếp phục tâm. Rồi với hàm răng nghiến chặt, lưỡi dán lên nóc họng, ta lấy tâm đánh bại chế ngự nhiếp phục tâm. Trong lúc ta làm như vậy, mồ hôi chảy ra từ nách ta giống như một lực sĩ nắm đầu hai vai một kẻ yếu hơn và đánh bại chế ngự và nhiếp phục người ấy. Cũng vậy với hàm răng nghiến chặt, lưỡi dán lên nóc họng, ta lấy tâm đánh bại chế ngự nhiếp phục tâm và mồ hôi chảy ra từ nách ta, mặc dù ta khởi lên năng lượng tinh tấn, không mệt mỏi và thiết lập chánh niệm vững chãi, thân của ta vẫn bị kích động và căng thẳng bởi vì ta đã kiệt sức do nỗ lực đến đau bức đau đớn. Nhưng cảm thọ đau đớn ấy dù khởi lên trong tâm ta, dù khởi lên trong ta đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta. Rồi ngày tiếp theo ngài kể về cái đoạn ta thử thực hành thiền nín thở. Ngài nín thở rô, thở vô hơi thở ra qua đường miệng và mũi. Làm như vậy có tiếng gió động phát ra từ hai lỗ tai giống như tiếng động mạnh, vân vân. Và tiếp theo thì ngài thử thực hiện thiền nín thở nhiều hơn nữa, tức là ngài đã bị kiệt sức rồi, nhưng mà cái những phẩm thở dù khởi lên trong tâm của ngài đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ngài. Rồi thử thực hành nín thở không được, ngài thực hành nín thở nhiều hơn nữa, và cuối cùng cũng không thành công. Rồi tiếp theo ngài thử thực hành thiền nín thở nhiều hơn nữa, một lần nữa, tức là ngài tiếp tục với cái việc mà nín thở đến 1, 2, 3, 4, 5, và ngài kinh nghiệm được những cái luồng hơi gió nó lên đầu, thở qua đường miệng mũi tai nhiều hơn nữa, tại cái đoạn này nó cũng hơi dài, cái đoạn này nín thở ra đường mũi miệng. Lúc ấy, để đọc đoạn này rồi, rồi ta suy nghĩ, ta thử thực hành thiền nín thở nhiều hơn nữa, rồi ta nín hơi thở vô và hơi thở ra qua đường miệng, mũi và tai. Trong lúc ta làm như vậy, có một sức nóng dữ dội như thiêu đốt thân ta, giống như có hai người lực sĩ khóa chặt hai cánh tay của một người yếu hơn và nướng người ấy trên một hố than nóng rực. Cũng vậy, trong lúc ta nín hơi thở vô, hơi thở ra qua đường miệng và mũi và tai, có một nóng dữ dội như thiêu đốt thân ta, mặc dù ta đã khởi lên năng lượng tinh tấn không mệt mỏi và thiết lập chánh niệm vững chãi, thân của ta vẫn bị kích động và căng thẳng bởi vì ta đã kiệt sức do nỗ lực đến mức đau đớn. Nhưng cảm thọ đau đớn ấy dù khởi lên trong ta đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta. Cái đoạn này rất là quan trọng. Lúc ấy khi chư thiên thấy ta một vị
nói Samun Gotama chết rồi, một vị khác nói Samun Gotama chưa chết, Samun Gotama đang hấp một vụ. Một số chư thiên khác nói Samun Gotama không phải đã chết, cũng không phải đang hấp hối, ngài là một bậc A La Hán. Đó là cách sống của một vị A La Hán. Qua cái đoạn này chúng ta mới thấy rằng chư thiên cũng cũng đoán với nhau vậy thôi. Rồi các ngài cũng là những chúng sanh trong tam giới chưa đạo quả, chưa chứng đắc. Rồi ta suy nghĩ, ta thử tuyệt thực hoàn toàn. Rồi chư thiên đến bên ta và nói: này hiền giả, đừng thực hành tuyệt thực hoàn toàn. Nếu hiền giả làm như vậy, chúng tôi sẽ bơm thức ăn của cõi thiên qua lỗ chân lông trên da của hiền giả, và nhờ vậy hiền giả vẫn sống. Ta suy nghĩ, nếu ta tuyên bố hoàn toàn tuyệt thực trong lúc các vị thiên ấy bơm thức ăn của cõi thiên vào lỗ chân lông trên da của ta, và nhờ vậy ta vẫn sống, như thế là ta sẽ nói dối. Vì vậy ta bác bỏ ý định của chư thiên và nói không cần phải làm như vậy. Rồi ta suy nghĩ, ta thử ăn thật ít, mỗi lần chỉ bằng một nắm tay, dù là súp đậu xanh, đậu đỏ hay súp rau hay súp đậu nhỏ. Rồi ta ăn thật ít, mỗi lần chỉ bằng một nắm tay, dù là súp đậu xanh, đậu đỏ hay súp rau hay súp đậu nhỏ. Khi ta làm như thế, thân thể ta trở nên hết sức gầy yếu vì ta ăn quá ít. Tay chân ta trở nên giống như những cọng dây leo hay cọng tre vì ta ăn quá ít. Bàn tọa của ta giống như móng của con lạc đà vì ta ăn quá ít. Xương sống của ta nhô ra giống như một sâu chuỗi hạt vì ta ăn quá ít. Xương sườn của ta lòi ra giống như bộ sườn eo ụt của một căn trại không mái lớp vì ta ăn quá ít. Ánh sáng trong mắt ta chìm sâu vào trong hốc mắt giống như ánh nước chìm lắng dưới đáy giếng sâu vì ta ăn quá ít. Da đầu ta nhăn nheo khô héo như một cái mướp trắng héo úa trong nắng và gió. Vì ta ăn quá ít, da bụng ta dính liền với xương sống. Vì thế nếu ta sờ da bụng thì ta chạm phải xương sống, và nếu ta sờ vào xương sống thì ta chạm phải da bụng. Vì ta ăn quá ít nên ta đại tiện hay tiểu tiện, ta ngã quỵ úp mặt xuống đất. Vì ta ăn quá ít, nếu ta cố gắng làm dịu thân ta bằng cách xoa bóp chân tay thì lông tóc mục nát rơi rụng khỏi thân thể ta. Lúc bấy giờ khi nhiều người thấy ta, có người nói Samun Gotama da đen, người khác nói Samun Gotama không phải da đen, da của ngài màu nâu, người khác nói Samun Gotama không phải da đen hay da nâu, da của ngài màu vàng, màu da của ta vốn tươi sáng nay đã biến hoại vì ta ăn quá ít. Rồi ta suy nghĩ, trong quá khứ dù các sa môn bà la môn do nỗ lực quá mức đã trải qua những cảm thọ đau đớn nhức nhối khốc liệt như thế nào đi nữa, thì sự đau đớn của ta như thế này là tột đỉnh, không thể nào có gì đau đớn hơn. Trong tương lai dù các sa môn bà la môn do nỗ lực quá mức đã trải qua những cảm thọ đau đớn nhức nhối khốc liệt như thế nào đi nữa, thì sự đau đớn của ta như thế này là tột đỉnh, không thể nào có gì đau đớn hơn. Và trong hiện tại dù sa môn bà la môn do nỗ lực quá mức đã trải qua những cảm thọ đau đớn nhức nhối khốc liệt như thế nào đi, thì sự đau đớn của ta như thế này là tột đỉnh, không thể nào có gì đau đớn hơn. Nhưng với việc thực hành khổ hạnh khốc liệt như thế này, ta vẫn không chứng đạt được tri kiến và pháp nhãn thù thắng xứng đáng bậc thánh. Có thể có một con đường khác đưa đến giác ngộ không? Tức là ngài tự hỏi ngài, tức là trải qua cái giai đoạn mà gọi là khổ hạnh khốc liệt đối với thân như vậy vẫn không đưa đến đạo quả, thì ngài tự hỏi mình có con đường nào khác đưa đến giác ngộ không. Rồi ta suy nghĩ, ta nhớ lại khi thân phụ ta thuộc bộ tộc Thích Ca đang bận việc đồng án, trong lúc ta ngồi dưới bóng mát của cây hồng đào, ta xả ly các dục thuộc giác quan, xả ly các pháp bất thiện, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm và tứ. Có thể đây là con đường đưa đến giác ngộ chăng? Rồi tiếp theo hồi ức đó, ta khởi lên nhận thức này, đây chính là con đường giác ngộ. Rồi ta suy nghĩ, tại sao ta lại sợ hãi niềm hỷ lạc này khi nó không liên hệ đến các dục thuộc giác quan và các pháp
sao ta lại sợ hãi niềm hỷ lạc này khi nó không liên hệ đến các dục thuộc giác quan và các pháp bất thiện? Rồi ta suy nghĩ, ta không sợ niềm hỷ lạc này khi nó không liên hệ gì đến các dục thuộc giác quan hay các pháp bất thiện. Rồi ta suy nghĩ, không dễ gì đạt được niềm hỷ lạc ấy với một thân thể cực kỳ kiệt quệ như thế này. Ta hãy ăn vài thức ăn căn bản, một ít cơm hay cháo. Và rồi ta ăn vài thức ăn căn bản, một ít cơm và cháo. Tức là cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà bà Sujata mà cúng 40 cái viên mà cháo sữa. Cái đó là câu chuyện khác. Lúc ấy năm vị tỳ khưu đang phục vụ, ta nghĩ rằng nếu Sa môn Gotama chứng đắc pháp cao thượng, Ngài sẽ báo cho chúng ta biết. Nhưng khi ta ăn cơm và cháo, năm vị tỳ kheo chán ghét ta. Tức là năm vị tỳ kheo là năm vị Triệu Trần Như. Bỏ đi và nói rằng giờ đây Sa môn Gotama đã sống đầy đủ vật chất, đã không còn tinh tấn khổ hạnh và trở lại lối sống sung túc. Bấy giờ, sau khi ta đã ăn thức ăn căn bản và phục hồi sức khỏe, ta xả ly các dục thuộc giác quan. Ta xả ly các dục thuộc giác quan và các bất thiện pháp. Chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm và tứ. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong ta, đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta. Chúng ta để ý cái câu thật kỹ nha. Rồi ta chấm dứt tầm và tứ, chứng vào chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Nhưng lạc thọ ấy không khởi lên trong nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong ta, đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta. Rồi ta ly thủy, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, cảm nhận lạc thọ trong thân. Ta chứng vào trú tam thiền mà các bậc thánh tuyên bố là xả niệm lạc trú. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong tâm, trong ta đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta. Câu đó Ngài đẹp đi lặp lại, nó có một cái tầm rất là quan trọng. Rồi ta xả lạc, xả khổ. Với hỷ và ưu đã đoạn diệt trước đây, ta chứng và trú tứ thiền, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Nhưng lạc thọ ấy đã khởi lên trong ta và đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta. À, đây là trú tứ thiền rồi. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không uế nhiễm, toàn hảo, nhu hòa, dễ sử dụng, vững chãi, đạt đến mức an nhiên, ta hướng tâm đến túc mạng minh. À, định tĩnh, thuần tịnh, tâm sáng, không uế nhiễm, toàn hảo, nhu hòa, dễ sử dụng. Đó là toàn là mấy cái 25 cái tâm thiện, tịnh thông, tịnh tâm, thuần thân, thuần tâm, tịnh thân, tịnh tâm, tịnh thân như tâm. Ta hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ đến vô số đời sống quá khứ của ta, nghĩa là một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều kiếp thế giới hủy hoại, nhiều kiếp thế giới hình thành, nhiều kiếp thế giới hủy hoại và hình thành. Ta nhớ rằng tại nơi đó ta có tên như vậy, thuộc bộ tộc như vậy, có hình hài như vậy, được nuôi dưỡng như vậy, có những lạc thọ và khổ thọ như vậy, tuổi thọ như vậy. Và sau khi qua đời từ chỗ đó, ta đã tái sanh vào chỗ khác. Và ta đã có tên như vậy, thuộc bộ tộc như vậy, có hình hài như vậy, được nuôi dưỡng như vậy, có những lạc thọ và khổ thọ như vậy, tuổi thọ như vậy. Và sau khi rời từ chỗ đó, ta đã tái sanh vào chỗ khác. Như vậy, ta nhớ lại vô số đời quá khứ của ta, cùng với những đặc điểm và các phương diện khác của đời sống. Tức là giống như Nguyên Như nói hồi nãy, tức là các vị thánh, những cái gọi là cái túc mạng minh, không phải là cái Đức Phật ở đây là chứng là túc mạng minh, nhưng mà nói chuyện về cái lục thông gọi là túc mạng thông, là không phải là không đòi hỏi nó nhất thiết phải là thánh thông, là vì một vị chưa chứng đắc đạo quả vẫn có thể có những khả năng thần thông và túc mạng thông cũng là một cái loại. Và ngay cả các vị thánh thì cái khả năng mà nhớ lại các kiếp quá khứ tùy theo cái định lực của các vị và cái
cái trí của các ngài, chứ không phải là ai cũng có khả năng mà có cái câu nói là ta nhớ lại vô số đời quá khứ của ta. Tức là đối với Đức Phật thì cái khả năng năng lực mà nhớ lại đời quá khứ là vô số, nhưng mà tùy những người khác thì nó có giới hạn, thì theo một đời, hai đời, năm đời, một đời, một kiếp, hai kiếp, kiếp tới đó chẳng hạn. Tiếp theo ha, đây là minh thứ nhất ta đã chứng được trong canh một của đêm ấy. Vô minh đã bị diệt trừ và minh sanh khởi. Tại sao nói là tam minh? Nó có cái ba cái minh này là cũng là một phần ở trong lục lục thông, nhưng mà tại sao dùng chữ minh? Là vì cái câu này rất quan trọng, là vô minh đã bị diệt trừ và minh sanh khởi. Gọi là minh là vì ngài đã diệt vô minh rồi. Và cái đó là ba cái minh đầu tiên. Bóng tối đã bị diệt trừ và ánh sáng sanh khởi. Như đã xảy ra đối với người sống tinh tấn, nhiệt tâm và cương quyết, nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong tâm ta, đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta. Với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng, không uế nhiễm, toàn hảo, nhu hòa dễ sử dụng, vững chãi đạt đến mức an nhiên, ta hướng tâm đến thiên nhãn minh. Hồi nãy chúng ta bàn về cái vấn đề thiên nhãn minh cũng giống như là truy kiến về sự sanh tử của chúng sanh. Thiên nhãn minh hoặc là thiên nhãn thông thì có khả năng là thấy các đời sống của các vị hóa sanh, chẳng hạn. Nhưng mà cái ý nghĩa quan trọng hơn á, ở cái khía cạnh thiên nhãn minh là truy kiến, là trí, tức là ngài đã chứng được về sự sanh tử của chúng sanh. Với thiên nhãn thuần tịnh và siêu phàm, ta thấy rõ chúng sanh chết và tái sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người xinh đẹp, kẻ xấu xí, người may mắn, kẻ bất hạnh, và ta hiểu tất cả điều ấy là do nghiệp của họ. Như thế này, những chúng sanh đã tạo nhiều hành động ác về thân, khẩu và ý, đã phỉ báng các bậc thánh, nắm giữ tà kiến và tạo ác nghiệp theo tà kiến. Với thân xác tan rã sau khi chết, họ sẽ phải tái sanh vào cõi khốn khổ, xấu ác, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh đã tạo nhiều hành động thiện về thân, khẩu và ý, không phỉ báng các bậc thánh, có chánh kiến và tạo các nghiệp theo chánh kiến, với thân xác tan rã sau khi chết, những người này sẽ tái sanh vào cõi an lành, vào thiên giới. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh và siêu phàm, ta đã thấy rõ chúng sanh chết và tái sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người xinh đẹp, kẻ xấu xí, người may mắn, kẻ bất hạnh, và ta hiểu tất cả điều ấy là do nghiệp của họ. Đây là minh thứ hai ta đã chứng được vào canh giữa của đêm ấy. Vô minh đã bị diệt trừ và minh sanh khởi. Bóng tối đã bị diệt trừ và ánh sáng sanh khởi. Như đã xảy ra đối với người sống tinh tấn, nhiệt tâm và cương quyết, nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong ta đã không xâm chiếm. Xin lỗi, nhưng lạc thọ ấy đã khởi lên trong ta, đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta. Khởi lên nhưng mà không xâm chiếm và tồn tại. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không uế nhiễm, toàn hảo, nhu hòa, dễ sử dụng, vững chãi, đạt đến mức an nhiên, ta hướng tâm đến lậu tận minh, đến sự đoạn tận các lậu hoặc, ta hiểu rõ như thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Ta biết rõ như thật, đây là những lậu hoặc, đây là nguồn gốc của những lậu hoặc, đây là sự đoạn trừ các lậu hoặc, đây là con đường đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc. Là Phi Thánh Đế. Khi ta đã biết và thấy rõ như vậy, tâm ta giải thoát khỏi những lậu hoặc thuộc dục vọng giác quan, thoát khỏi lậu hoặc về hiện hữu, dục lậu, hữu lậu ha, thoát khỏi những lậu hoặc về vô minh và vô minh lậu ha, thoát khỏi những lậu. Khi tâm ta được giải thoát, ta khởi lên sự hiểu biết. Ta đã được giải thoát. Ta biết rõ, sanh đã tận, đời sống phạm hạnh đã hoàn thành. Những việc cần làm đã làm xong, sẽ không ở lại bất cứ một đời sống nào khác nữa. Đây là minh thứ ba ta đã chứng được trong canh cuối của đêm ấy. Vô minh đã bị diệt trừ và minh sanh khởi. Bóng tối đã bị diệt trừ và ánh sáng sanh khởi. Như đã xảy ra đối với người sống tinh tấn, nhiệt tâm và cương quyết, nhưng lạc thọ ấy khởi
vừa xong cái phần trích đoạn cái bài kinh mà Đức Phật kể về cái quá trình hàng ngày là chứng tam minh rồi. Nó trước được trích trong trung bộ kinh, có lẽ là tập 1, kinh 36, kinh đại kinh sách Giác Cá, trang 521 đến 543. Dạ, xin chia sẻ cái phần mà ngày chứng tam minh như vậy đối với lớp là bởi vì những cái bài này chúng ta càng đọc chúng ta từ từ sẽ có những cái cảm nhận và những cái giai đoạn mà Đức Phật phải trải qua và cuối cùng ngài đi đến giác ngộ giải thoát. Đó là lý do mà cái tiền sinh duyên mà cho tới chúng ta cho tới ngày hôm nay chúng ta mỗi một đêm mà phải ngồi tụ tập với nhau để mà học những cái bài pháp mà ngài đã để lại cho chúng ta. Dạ, xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và an vui. Xin nhường mic lại cho MC của Trang. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Như xin tri ân sư huynh đã đọc cái bài pháp rất là hay, tuy là nó hơi dài một xí nhưng mà nó rất là hay ạ. Dạ hồi nãy đó huynh có hỏi một cái câu á, là có phải những vị A La Hán đều có tam minh và lục thông phải không? Tự vì huynh nói có những cái loại mà đạt vào cái thiền có những vị là không có một cái gì hết, tức là những cái vị đó là tu cái tuệ minh sát rồi cái chứng A La Hán luôn nhưng mà không có lục thông thôi là sao huynh? Cái chỗ này nè, Nguyên Như có kiếm được ra cái chỗ hồi nãy giờ anh đang đọc đó, thì Nguyên Như có kiếm nè, là một vị đã chứng A-la-hán sẽ có tam minh và lục thông, mà người có được thần thông thì chưa chắc là một vị A-la-hán, nhưng một vị A-la-hán chắc chắn phải có đủ tam minh và lục thông. Nếu mà như vậy đó, thì cái mà Nguyên Như hiểu tiếp tới đó là những cái vị mà A-la-hán khi mà họ đắc đạo rồi đó, thì cái lúc ngay cái thời điểm họ đắc đạo họ chỉ diệt được 10 cái kiết sử và họ sẽ không có cái thần thông giác, nhưng mà tích tắc liền sau khi đó đó họ hình như là lúc nào họ cũng luyện hết á, chứ không có vị nào mà, có nghĩa là khi mà mình thiền định với lại thiền quán, nếu mà người nào muốn tu gấp á thì mình mới làm thiền, mình mới vô tập trung vô thiền quán để mình diệt sạch phiền não, nhưng mà khi mà mình đắc rồi thì lúc nào mình cũng tu tiếp hết để mà có cái thiền định lại. Còn cái người nào mà có thiền định, có thần thông sẵn rồi đó, thì giống như những người ngoại đạo đó, mà người ta đắc thiền định, người ta có đắc những cái thần thông, rồi người ta mới qua cái thiền quán, người ta tu tiếp, thì người ta không cần nữa. Có nghĩa là khi mà mình đạt được cái đạo quả rồi á, lúc nào mình cũng có cả định, cả quán, lúc nào cũng có thần thông đầy đủ hết. Chỉ có cái là nó trước và sau mà thôi. Cái đó là cái Nguyên Như hiểu. Ông biết là Nguyên Như hiểu có sai không? Xin mời đạo tràng có thể cải cái chánh tri kiến đó cho Nguyên Như. Tự vì dạ ở bên đây nó nói là một vị chứng A-la-hán nó cũng sẽ có tam minh lục thông luôn đó sư huynh. Dạ Nguyên Như xin mời sư huynh lại chỗ này nha. Cái câu hỏi trở lại là thực ra thì cái câu hỏi nó cũng khá đơn giản là có phải là một vị mà đắc A-la-hán thì sẽ đắc luôn lục thông, chứ hồi nãy không có hỏi là cả luôn tam minh. Nhưng mà cái vì trước đây cũng có từng nghe một số vị nói rằng cái con đường đến đắc đạo quả nó có một số thì họ có thiền chỉ, họ có đắc định, và một số thì họ đi trực chỉ con đường thiền quán và họ không đắc những tầng thiền định. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn vào cái bản độ Abhidhamma đó, thì cái tâm, phần tâm, cái tâm là tâm đạo và tâm quả đó, với lại các những cái tâm định, ngay cả 15 tâm, trong 15 tâm sắc giới, sơ thiện di tác, nhị thiện di tác, tam thiện di tác, thì cái đó là những cái vị họ đắc định, họ mới tiến tới thông được. Thì cái nguyên tắc là như vậy, nhưng mà ở đây vẫn chưa có xác định được rõ là những cái vị đắc tới tứ quả A-la-hán thì cái điều đó, cái tâm đó nó có kiêm luôn cái tâm thông
duy tác của sắc giới hay không, cái đó thì không có nghe. Nhưng mà trước đây thì có nghe một vị sư nói rằng có những cái vị A-la-hán, những cái vị chi thượng tinh văn như là Sa La Phất Huyền Liên, thì các vị đó có cả lục thông. Những vị đại tinh văn có lục thông, nhưng mà không có, ở đây thì chỉ được nghe thôi, chưa xác định được trên kinh sách tận mắt động. Thì cũng có nói rằng, các vị nó cũng nói rằng không phải ai đắc quả La Hán cũng có cả lục thông, có thể là họ có cái lậu tận thông chẳng hạn, tức là cái lậu của họ đã dứt, nhưng mà các cái khả năng về cái thiền chỉ để nhập định thì cái đó là không chắc chắn, vì cái đó phải luyện. Cái đó phải nói là cái chữ luyện, là vì nó là thông, nó có cái tiến trình của nó có cái phương thức của nó, mà không luyện thì không được. Còn cái mà lưu tri về tâm tướng và đưa tới cái sự xả ly, nhàm chán và đi đến đạo quả, do tuy tâm tướng thì cái đó nó là do cái sự cái trí qua 16 tầng tuệ. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn lại 16 tầng tuệ thì không có cái không có nói đến cái chuyện mà những cái tâm mà đưa đến đắc định, cho nên là cũng hơi confused chỗ đó. Thì có thể là nguyên nhân đúng, và cũng có thể là cái vị vị sư mà mình có dịp tiếp xúc trước đây đúng, mình cũng không biết. Thôi vậy thì cả nhà giúp nha, tìm hiểu thêm, và có thể lần tới là chúng ta chia sẻ nha. Đây cũng là một cái dịp rất là tốt, chúng ta gọi là bàn bạc Phật pháp đó. Là một trong 36 cái pháp hạnh phúc trong kinh hạnh phúc Mangala Sutta. Mời rất là mong mỏi, Nguyên Như rất là mong mỏi tất cả các quý vị chúng ta đóng góp những kinh nghiệm hiểu biết của những cái bài đã học, để mà làm cho cái sự sinh hoạt của Phật pháp, của cái đạo tràng, của cái lớp chúng ta nó được sôi nổi hơn, và có nhiều cái sự đóng góp như vậy, chúng ta mới có những cái khả năng mà để mà thẩm thấu những cái pháp đã học hơn, nó rất là quý báu. Dạ. Xin nhường mic lại cho Nguyên Như hả, hay là Nguyên Trang? Dạ, xin hết. Dạ, sa thú anh Lý. Như vậy là cái đề tài mình đi kiếm tuần sau, nếu mà quý vị có cái thời giờ đó, thì cái câu hỏi đặt ra đó là những cái vị mà A-la-hán, mà đã đắc A-la-hán rồi, thì có phải là tất cả đều có tam minh và lục thông hay không? Và còn những cái vị mà mình đã biết hồi xưa giờ là những vị thiền gọi là thiền khô đó, nói nôm na là chỉ học tuệ thôi mà không có đạt thần thông, thì quý vị đó có sau này có học thêm thần thông hay không, hay là có để cứ để như vậy thôi? Rồi những cái vị đó là tất cả là đều có lục thông, hay là có những vị có a la hán là có tam minh nhưng mà chỉ có nhị thông hay tam thông hay tứ thông chứ không cần lục thông ha? Mình tìm hiểu là một cái chỗ đó, nếu có cái thắc mắc đó thì mình đi kiếm trong những cái bài kinh đó thì rất là hay. Bật mí quý vị là Nguyên Như đi lên trên cái Google Nguyên Như kiếm á, những cái bài này rất là hiếm có, chỉ có trong cái bài Sa Môn Quả số 2, tức là bài số 2 của Trung Bộ Kinh, và những cái bài còn lại thì toàn là những cái vị tức là bên Bắc Tông họ nói ra không à, chứ không có những cái tài liệu nhiều. Thành ra nếu mà có những cái chư tăng mà có những cái cuốn sách về cái này á, thì mình hỏi hay hơn, tự vì sofa là ở trên internet nó không có như cả nhà. Nếu mà có thì Nguyên Như tất cả rồi. Sa thú lên tay. Khi mà mình thắc mắc vô cái chỗ mà bí hiểm như vậy thì lại không có, họ nói chung không à. Có award tức là anh được cái chánh tri kiến, một trong 40 nhân sanh trí rồi đó, anh quá dữ luôn. Rồi, bây giờ cũng là đã khuya, Nguyên Như xin mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ta. Dạ đề hoa ta san ti vi ha ra hoa si ni thu bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pha quan tu pu chi ta so thân ca ron tê ta vi ha ra măng đà lê
thề ra cha man cha na wa ca cha phân kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hòa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha pung ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sang tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu tinh sam ba bu ne ya ma tham ma ri yam ba we đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng quá tá mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tê cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Do quả báo mà chúng con do phước báo mà chúng con đã học kinh, đã phụng sự Tam Bảo, giờ xin hồi hướng đến ngài sư phụ Pháp Tính và cầu mong cho ngài được sanh về nơi nhàn cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ngày mai chúng ta sẽ có dịp một lần nữa để học với sư Đức Minh. Dạ, Nguyên Như xin mời chư vị trở lại room. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.